Chào các vị, các anh chị nhé. Mình đứng trên lô giấy tổng diện tích 1H2 đất thuộc thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Phun cà phê kinh doanh như thế này. Cà phê kinh doanh năm thứ 8 nhé. Đây người ta đây. Cái trái quá trời luôn, khủng khiếp. Một ngàn hai cây, trăm cây cà phê kinh doanh. Nhà cửa, nước ống đã được chôn sẵn. Đất thuộc thị trấn Chư Sê nhá. Ở nhà nhá. Đã có địa điểm nhá. Tổng diện tích là 1-2. Phun cà phê. Đều như vắt chanh, đất chất đỏ hoa gian. Các bạn nhìn cây cà phê này biết là lượng nước năm nay hạn hán, mà cà phê đậu này là biết nước nó ok rồi. Phun cà phê. Giờ mình là còn hơn một tháng nữa là thu hoạch cái vườn cà này. Quá đẹp luôn. Có cái cây chín luôn các bạn. Mình đi quay về 12 rưỡi trưa nhưng là hơi nắng. Nhu cầu của khách mình đi trực tiếp vườn để quay cho khách. Phun cà phê 1H2 đất thị trấn Chư Sê. Có ok nhỉ. Đường ống nó chôn được chôn sẵn. Không. Chư Sê mà kiếm cái vườn cà như này hơi bị hiếm này. Giờ còn sót một duy nhất một vườn cà này. Các bạn, cảnh trái có đẹp luôn, cảnh mọc to đều.